Mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Mỗi ngày chúng ta có những cái niềm vui và hạnh phúc để giúp cho chúng ta có năng lượng được phát triển. Và các bạn biết không, con người chúng ta sống bằng năng lượng. Do vậy mà năng lượng của chúng ta ra sao, chúng ta sẽ được nhận thưởng về những cái giá trị vậy. Và hôm nay Huệ có một giá trị đối với các bạn, đó là vì sao họ yêu bạn. Đây là một thông điệp mang năng lượng của tình yêu. Và họ đã có yêu bạn bởi những cái đặc điểm gì từ bạn đây? Hay nói cách khác, bạn đã có điều gì để hút với họ? Chúng ta xem nhé. Họ yêu bạn bởi vì bạn với họ có chung một con đường, có chung một suy nghĩ và chúng ta có những định hướng giống nhau. Chúng ta cùng nhìn về một hướng để mang lại cho chúng ta sự an vui và mang lại cho chúng ta những định hướng của tương lai. Đây chính là cái giá trị mà họ nhìn thấy ở bạn. Họ còn yêu bạn bởi bạn chính là người sống chân thành, trung thực. Và bạn đến với họ không có một cái lớp mặt nạ nào cả. Và bạn chính là bạn, nên họ trân quý điều đó. Ngoài ra các bạn còn biết được là họ yêu bạn bởi trong bản thân của các bạn luôn có một tình yêu thương. Và cái tình yêu thương đó các bạn được khắc ghi từ trong tâm của các bạn. Tình yêu thương đó nó không chỉ thể hiện ở giữa con người với con người, mà tình yêu thương của bạn còn được thể hiện giữa chính bản thân bạn với muôn vật xung quanh. Bởi vậy mà trong câu chuyện của các bạn thì họ nhìn thấy những cái giá trị mà bạn đã mang lại cho họ về con đường định hướng, về sự chân thành và về cả năng lượng của tình yêu thương nữa. Đây chính là những giá trị mà họ nhìn thấy ở bạn. Với những đặc điểm này, bạn đã hút họ về, bạn đã trao cho họ những giá trị yêu thương và trao cho họ những điều mà họ cảm thấy rằng ở bên bạn nó giống như là một bến đỗ bình an. Và điều đó, đây chính là một giá trị mà một người muốn đến bên bạn, muốn được yêu thương và được cùng bạn sẻ chia. Và chúc mừng bạn, với sức hút của bạn như vậy thì bạn sẽ là người mang đến cho chính bản thân bạn sự an vui và mang đến cho bạn với một cái cuộc sống có cái năng lượng rất tích cực. Chúc các bạn luôn đón nhận được tình yêu thương và hạnh phúc.